ông Nguyễn Việt Cường, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Kính thưa ông Nguyễn Văn Nguyên, Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, toàn thể chị em hội viên kính mến. Chúng tôi, Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, rất vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể gia đình chị em hội viên về dự đại hội lần thứ 6 của Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin hôm nay. Thay mặt Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin, tôi xin gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Xin chúc cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta luôn vui, luôn khỏe và là những người phụ nữ trí tuệ nhất, nhân cách nhất và xinh đẹp nhất. Kính thưa quý vị, trải qua 5 kỳ đại hội, từ những ngày đầu bỡ ngỡ với rất nhiều khó khăn, đến nay hội đã có trên 60 gia đình hội viên là những chị em làm việc và kinh doanh trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin. Một chặng đường dài có nhiều thành công, song cũng không ít những khó khăn đối với phong trào của Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin chúng tôi. Với chức năng của người phụ nữ, làm vợ, làm mẹ, làm một công dân bình đẳng trong xã hội, thời gian đối với chị em chúng tôi là vô cùng hạn hẹp. Song với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của chị em hội viên, sự nỗ lực của chị em ban chấp hành, cùng với sự giúp đỡ tư vấn của các anh, những người chồng, người anh, sự hỗ trợ của các cá nhân, các doanh nghiệp, sự quan tâm của Sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, và với sự giúp đỡ về tài chính và tình cảm đặc biệt của ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, đặc biệt dành cho Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin. Ngày nay, Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin đã thực sự là một gia đình lớn, thấu hiểu, yêu thương nhau, đoàn kết gắn bó và sẻ chia trong cuộc sống. Thay mặt Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin, tôi xin gửi đến quý vị, những người yêu mến, quan tâm đến Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin, lời cảm ơn sâu sắc. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và xem đây cũng là trách nhiệm của Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe và có một cuộc sống nhiều may mắn và hạnh phúc. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ, giúp đỡ của quý vị dành cho hội cũng như tình yêu của các anh dành cho chị em phụ nữ Đồng Xuân Berlin chúng tôi. Kính thưa quý vị, hôm nay trong niềm vui, niềm tự hào của ngày dân tộc Việt Nam vinh danh phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, cùng với những thành công mà Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin đã gặt hái được, chúng tôi long trọng tổ chức Đại hội Phụ nữ Hội Phụ nữ Đồng Xuân lần thứ 6 để tổng kết đánh giá hoạt động của hội trong nhiệm kỳ năm, đề ra các mục tiêu hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra một ban chấp hành mới trong nhiệm kỳ 6 2020.